Website đào tạo Forex xin chào nhà đầu tư, mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp ở trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này, chia sẻ và chứng minh với nhà đầu tư bằng chính những giá trị mà bản thân tôi tham gia vào trong thị trường phải chia sẻ, chứng minh với nhà đầu tư bằng chính những giá trị thực tiễn trên thị trường bằng chính tài khoản của bản thân tôi. Nhà đầu tư phải hiểu rằng khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này, mọi giá trị của giao dịch, nhà đầu tư phải xác định được người chia sẻ họ giao dịch live hay là demo, tất cả mọi giá trị mà che giấu đây là tài khoản live hay demo ở trên thị trường thì tôi khẳng định với nhà đầu tư đó chỉ là những tài khoản giao dịch demo ở trên thị trường mà những kẻ tự cho mình là chuyên gia Forex, tự cho mình là á quân thế giới, tự cho mình là role trader đang lừa dối nhà đầu tư và thuốc chết nhà đầu tư khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này. Mọi giá trị ở trên thị trường giao dịch Forex, mọi giá trị thành công ở trên thị trường không phải chúng ta nghe bản thân chúng vẽ vời về các giá trị lợi nhuận, không phải chúng ta nghe và chỉ không kiểm chứng về những giá trị mà bản thân chúng chia sẻ ở trên thị trường giao dịch Forex này. Tại sao chúng phải che giấu về những giá trị tài khoản live hay tài khoản demo ở trên thị trường? Nhà đầu tư phải hiểu rằng giữa giao dịch tài khoản live và giao dịch tài khoản demo là những giá trị phạm trù hoàn toàn khác nhau ở trên thị trường, bởi vì giao dịch live hoàn toàn là những giá trị phải chi phối ở trên thị trường giao dịch Forex. Chỉ có những ai thành công được ở trên thị trường giao dịch Forex này, họ mới có thể dám chứng minh về những giá trị giao dịch bằng tài khoản live của bản thân họ để cho mọi nhà đầu tư có thể theo dõi, để mọi nhà đầu tư có thể nhìn nhận và đánh giá được các giá trị thực tiễn này ở trên thị trường. Chứ không phải khi các bạn tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này, các bạn chỉ nhìn thấy một thứ, đó là những giao dịch ở trên thị trường. Không tin, các bạn thử đi ra cho đến trong hay ngoài nước ở trên thị trường giao dịch Forex này, các bạn chỉ tìm thấy một thứ giá trị của tất cả những thằng đang lừa dối nhà đầu tư ở trên thị trường giao dịch Forex này, và chúng luôn luôn sử dụng một thứ, đó là tài khoản demo, và được che đậy một cách cẩn thận để cho nhà đầu tư không nhìn nhận và xác định được đó là tài khoản live hay tài khoản demo, để chúng lừa đảo nhà đầu tư với những khóa học mà chính bản thân chúng còn không vận dụng, còn không áp dụng vào trong thực tế để tạo được ra giá trị lợi nhuận. Vậy thì làm cách nào nhà đầu tư có thể vận dụng, áp dụng vào trong thực tế để tạo được ra cho chính bản thân các bạn những giá trị lợi nhuận ở trên thị trường? Đây là điều mà mọi nhà đầu tư khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này cần phải lưu ý và nhìn nhận và đánh giá xác thực một cách rõ ràng khi tìm hiểu về bất kỳ một ai ở trên thị trường giao dịch Forex này. Xin lỗi nhà đầu tư, á quân thế giới, role trader hay nhiều năm kinh nghiệm, hoặc cả chuyên gia Forex, hoặc cả những kẻ viết sách ở trên thị trường mà không chứng thực được vấn đề ở trên thị trường là năng lực giao dịch, năng lực tạo ra lợi nhuận và năng lực thực tiễn vận dụng để cho nhà đầu tư đánh giá, xem xét tài khoản và đánh giá được cả một khoảng thời gian dài. Xin lỗi nhà đầu tư, tất cả những kẻ đó ở trên thị trường chỉ là những kẻ lừa đảo mà thôi. Tư cách gì chúng có thể dạy được chúng ta ở trên thị trường giao dịch Forex này? Đó là điều tôi chia sẻ, tôi nhấn mạnh để gửi đến nhà đầu tư. Nhà đầu tư phải hiểu rằng tất cả mọi giá trị của quản trị vốn, ngay từ bước ban đầu khi nhà đầu tư tìm hiểu về thị trường, nhà đầu tư phải tìm hiểu và đánh giá một cách cặn kẽ, nhìn nhận cho thật chuẩn xác và xem xét mọi vấn đề cho xác thực ở trên thị trường. Chứ không phải các bạn tham gia vào trong thị trường này để nghe bản thân chúng tự phong ở trên thị trường rằng chúng là á quân thế giới, chúng là quán quân về Forex, hoặc là chúng tạo ra giá trị lợi nhuận, hoặc chúng là chuyên gia Forex, hoặc là quản lý những quỹ đầu tư, hoặc nhiều năm kinh nghiệm, hoặc viết ra những cuốn sách này, những cuốn sách kia ở trên thị trường. Mọi giá trị của kiến thức, mọi giá trị của phương pháp đều hoàn toàn khác nhau khi nhà đầu tư đọc ở trên sách vở và ra ngoài vận dụng vào trong thực tế. Chính vì vậy, ở trên thị trường giao dịch Forex này, nhà đầu tư sẽ không bao giờ tìm thấy được bất kỳ một ai ngoài bản thân tôi vào website đào tạo Forex chứng thực cho nhà đầu tư với những giá trị của vận dụng vào trong thực tế để tạo được ra những giá trị lợi nhuận ở trên thị trường, để nhà đầu tư hiểu rõ thế nào là những kiến thức đúng, thế nào là những người có thể có năng lực giao dịch và áp dụng vào trong thực tế, để nhà đầu tư có thể đánh giá và xem xét được rõ giá trị này. Tôi chia sẻ và tôi mong muốn rằng những gì chúng tôi đang truyền đạt, những gì chúng tôi đang gửi đến nhà đầu tư, đây là những giá trị xác thực để nhà đầu tư đánh giá về một người ở trên thị trường giao dịch Forex này có khả năng hay không có khả năng và quản trị vốn là như thế nào, là phải tạo được ra những giá trị lợi nhuận. Chứ không phải tham gia vào trong thị trường là thằng này chia sẻ, hoặc thằng kia nhiều năm kinh nghiệm, hoặc thằng kia là chuyên gia nước ngoài, hoặc cả thằng này viết bao nhiêu cuốn sách, hoặc cả thằng này đã được nhà đẳng cấp thế này hay thế kia, hoặc thằng này là á quân thế giới. Xin lỗi nhà đầu tư, tất cả những thằng như vậy ở trên thị trường, xin lỗi nhà đầu tư chỉ cần đi một bước, quay sang bên phải một nhịp, ngửa sang bên trái nửa cái quay đầu,
hoặc là lùi lại đằng sau một bước, nhà đầu tư sẽ thấy vô vàn những kẻ ở trên thị trường này, cho dù những là 25, 26, 27 tuổi thì đều tự phong cho bản thân chúng một thứ là trên 10 năm kinh nghiệm của quản lý vốn, trên 15 năm kinh nghiệm tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này. Đấy chính là điều xạo lồn trên cái thị trường giao dịch Forex này và đã thuốc chết rất là nhiều nhà đầu tư ở trên thị trường giao dịch Forex. Đạo đức ở trên thị trường giao dịch Forex là gì? Là phải chứng thực được những gì mình chia sẻ, chứng thực được những giá trị mà mình truyền tải và cho nhà đầu tư thấy rõ được đâu là những giá trị thực tiễn ở trên thị trường. Đó mới là người có đạo đức ở trên thị trường giao dịch Forex này. Quản trị vốn là gì? Là phải chứng minh được người đó tạo được ra giá trị lợi nhuận. Thì đó mới chính là giá trị của quản lý vốn đúng ở trên thị trường giao dịch Forex này. Và giao dịch Forex thành công ở trên thị trường là gì? Chứng thực được tất cả mọi giá trị giao dịch của bản thân họ, tổng của giá trị giao dịch lỗ và giao dịch lời. Nếu mà giao dịch lời của họ nhiều hơn giao dịch lỗ, người đó chính là người thành công ở trên thị trường giao dịch Forex này. Và nhà đầu tư phải hiểu rằng ở trên thị trường giao dịch Forex này không có một giá trị nào được gọi là đúng, chỉ có giá trị nào mà chứng minh được vấn đề họ thành công ở trên thị trường giao dịch đó thì đó chính là giá trị đúng duy nhất ở trên thị trường giao dịch Forex này. Và giao dịch thế nào là chuẩn xác ở trên thị trường? Xin lỗi nhà đầu tư, giao dịch chuẩn xác ở trên thị trường không phải sử dụng võ mồm ở trên thị trường, không phải chứng thực rằng tao đang giao dịch thế này hoặc tao thành công thế này, hoặc chụp điện thoại tao giao dịch từ thế kia hay ở trên thị trường. Xin lỗi nhà đầu tư, đéo có vụ thành công bằng mồm, đéo có vụ thành công bằng hình chụp. Mà thành công là phải cả một chuỗi quá trình mà chúng ta phải nhìn nhận, phải cả một chuỗi quá trình chúng ta phải chứng minh, phải cả một chuỗi quá trình chúng ta phải xác thực về những điều mà chúng ta chia sẻ để cho mọi người cùng nhìn thấy được những giá trị đó ở trên thị trường. Thì đó mới là chính là người thành công ở trên thị trường giao dịch Forex này. Tôi mong muốn rằng những gì chúng ta đang truyền tải, tôi mong muốn rằng những gì chúng ta đang chia sẻ, nhà đầu tư có thể nhìn thấy rõ được đâu là những kiến thức đúng, đâu là những kiến thức sai và đâu là những người có thể vận dụng được phương pháp giao dịch, đâu là những người không có khả năng vận dụng phương pháp vào trong thực tế. Đấy là chính là điều mà mọi nhà đầu tư khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này phải biết. Nhà đầu tư phải hiểu rằng mỗi giá trị ở trên thị trường đều phải cần phải cả một khoảng thời gian nhà đầu tư phải nỗ lực để mà gì nhỉ, đạt được. Khi mà các bạn đạt được những giá trị này, các bạn phải đạt được những giá trị khác ở trên thị trường. Không có vụ mẹ á quân thế giới, pro trader hoặc là chuyên gia Forex quản lý quỹ nhiều năm kinh nghiệm 0.1, 0.2 trên thị trường thì mẹ làm trò hề trên cái thị trường giao dịch Forex này à? Xin lỗi, thằng thầy ra đánh 0.1, 0.2, 0.5 trên thị trường thì mẹ học viên ra đánh demo suốt đời của quản đéo ăn ở trên cái thị trường giao dịch Forex này. Xin lỗi nhà đầu tư, đạo đức không phải là gì nhỉ? Cái thứ mà gì nhỉ? Cửa miệng phát ra thì là nhỉ? Đầy những vẻ trí thức hoặc khoác lên mình những bộ vest lịch lãm ở trên thị trường, hoặc là nhỉ? Gửi đến nhà đầu tư toàn những câu được gọi là từ bi bác ái trên thị trường giao dịch Forex này. Đạo đức của trong nghề đầu tư chúng ta phải xác thực được những giá trị đó họ chia sẻ, họ lấy gì ra làm căn cứ ở trên cái thị trường giao dịch Forex này, người đó mới gọi là người đạo đức ở trên thị trường giao dịch Forex này. Tôi mong muốn rằng bản thân các bạn hãy nhìn nhận cho đúng, tôi mong muốn rằng bản thân các bạn hãy trải nghiệm thị trường cho đủ, tôi mong muốn rằng các bạn hãy tìm hiểu cho thật kỹ, hãy nhìn nhận mọi vấn đề một hai mặt để các bạn đánh giá được đâu là những giá trị đúng đắn khi các bạn bước chân vào trong thị trường giao dịch Forex. Hãy xác minh được những giá trị chia sẻ, đó là giá trị của tài khoản này, các con chuột tôi đang gì này, đó là tài khoản live hay tài khoản demo một cách rõ ràng. Tất cả những thằng che đi vấn đề này, tìm mọi cách để che đi vấn đề này, xin lỗi nhà đầu tư, toàn những thằng lừa đảo trên cái thị trường giao dịch Forex này để thuốc bản thân nhà đầu tư mà thôi. Tôi là Trần Quốc Minh, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này dám chia sẻ và chứng minh với nhà đầu tư bằng chính những giá trị thực tiễn để nhà đầu tư có thể đánh giá được ở trên thị trường giao dịch Forex này. Xin chân thành cảm ơn toàn bộ nhà đầu tư, chúc tất cả các bạn giao dịch thành công ở trên thị trường giao dịch Forex.